2024 của Bọ Cạp Chào các bạn các bạn có thể xem từng mục trong phần mô tả của video này đừng quên đăng ký Kênh fNl vận mệnh và nhân sinh để cập nhật những video mới nhất tổng quan vị trí của các hành tinh có thể thay đổi trạng thái và hướng đi của cuộc đời bạn bạn sẽ có nhiều cơ hội thăng tiến về mặt tài chính theo tử vi cung bọ cạp năm 2024 bạn sẽ có những khoản chi tiêu dư thừa vào đầu năm khoản chi tiêu này sẽ giảm dần khi năm trôi qua và bạn sẽ trở nên mạnh mẽ hơn về mặt tài chính năm học sẽ khó khăn đối với sinh viên nên họ phải tập trung học tập chăm chỉ hơn bạn sẽ bận tâm đến việc hoàn thành công việc kết quả là có thể có một số sự lơ là của gia đình bạn nên biết rằng năm này không thuận lợi cho cuộc sống hôn nhân theo tử vi cung bọ cạp năm 2024, từ tháng 5 năm 2024 trở đi, bạn có thể bắt đầu một công việc kinh doanh mới hoặc cân nhắc việc mở rộng công việc kinh doanh hiện tại và cơ hội thành công của bạn sẽ tăng lên. Năm 2024 đối với bọ cạp thế nào? Năm 2024 sẽ là yếu tố tiến bộ đối với những người sinh dưới cung bọ cạp. Sự nghiệp của bạn sẽ thăng tiến nếu bạn được trao những cơ hội mới. Tuy nhiên, năm nay cũng sẽ có lợi về mặt kinh tế. Năm 2024 có may mắn cho bọ cạp không? Năm nay bạn có cơ hội tuyệt vời để kiếm tiền từ công việc kinh doanh hoặc sự nghiệp của mình và có thể duy trì một mối quan hệ tốt. Liệu bọ cạp có tìm được chi kỷ của mình vào năm 2024? Sau tháng 2, bạn có thể tìm được một người bạn tâm giao tương thích có khả năng xảy ra một cuộc hôn nhân tình yêu nếu bạn còn độc thân, người ấy sẽ chạm vào trái tim của bạn. Bọ Cạp có thể kiếm được việc làm vào năm 2024 không? Các điều kiện đang có vẻ thuận lợi cho bạn trong công việc. Lúc này bạn sẽ làm việc chăm chỉ để tăng tốc sự nghiệp của mình. Tiến về phía trước sẽ giúp bạn có được một công việc tốt. Sự nghiệp của Bọ Cạp sẽ như thế nào vào năm 2024? Tử vi năm 2024 của bọ cạp dự đoán rằng năm nay có thể là một năm đột phá trong sự nghiệp của bạn. Năm nay, bạn có thể đạt được điều gì đó trong sự nghiệp. Hiện tại, bạn có cơ hội được thăng tiến trong công việc hoặc tăng thu nhập. Bạn sẽ đạt được thành công trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình. Khi nào là thời điểm tốt đẹp vào năm 2024 đối với bọ cạp? Tử vi cung bọ cạp năm 2024 dự đoán tình hình tài chính của bạn có thể thăng trầm trong năm nay. Sau tháng 9, bọ cạp sẽ tận hưởng niềm vui. Vào tháng 9, tình hình tài chính của bạn cũng có thể tăng đột biến. Nếu một vụ kiện tụng liên quan đến vấn đề tài sản đang diễn ra, kết quả có thể có lợi cho bạn. Tử vi hàng quý của bọ cạp 2024. Tháng 1 đến tháng 3 Năm bắt đầu với sự nhấn mạnh vào phát triển nghề nghiệp và ổn định tài chính. Thực hiện những bước tiến đáng kể trong cuộc sống nghề nghiệp của bạn bằng cách sử dụng sự quyết tâm và tháo vát của bạn. Tìm kiếm lời khuyên từ những người cố vấn để điều chỉnh con đường của bạn phù hợp. Tháng 4 đến tháng 6 Giữa năm mang đến cơ hội cho tình yêu và những mối quan hệ lãng mạn. Hãy cởi mở với những mối quan hệ mới nếu bạn còn độc thân và củng cố mối quan hệ tình cảm nếu bạn đang trong một mối quan hệ. Tính chân thực và nhạy cảm là chìa khóa thành công. Từ tháng 7 đến tháng 9, bọ cạp có thể phải đối mặt với những thách thức về sức khỏe và tinh thần trong thời gian này. Hãy theo dõi chặt chẽ sức khỏe thể chất và tinh thần của bạn. Tham khảo ý kiến của chuyên gia chăm sóc sức khỏe để được hướng dẫn duy trì sự cân bằng từ tháng 10 đến tháng 12. Khi một năm sắp kết thúc, bạn nên tập trung trở lại vào các vấn đề nghề nghiệp và tài chính. Công việc khó khăn mà bạn đã đầu tư trong suốt cả năm sẽ mang lại phần thưởng. Hãy cân nhắc tìm kiếm lời khuyên tài chính để tận dụng tối đa lợi nhuận của bạn. Tử vi tình yêu cung bọ cạp 2024 Theo tử vi cung bọ cạp 2024, thời gian đầu năm sẽ rất thuận lợi. Sao thủy và sao kim sẽ lưu lại trong cung đầu tiên của bạn vào đầu năm và sự hiện diện của Rahu trong cung thứ năm sẽ khiến bạn phải trải qua bất cứ điều gì trong đời sống tình cảm của mình. Bạn sẽ cảm thấy không thể kiềm chế được trong tình yêu và sẽ làm bất cứ điều gì cho người mình yêu. Bạn nói những điều lớn lao nhưng việc thực hiện những điều đó sẽ là một thử thách, nếu không những người thân yêu của bạn sẽ nổi giận với bạn. Tuy nhiên, sự hòa hợp với đối phương của bạn sẽ rất tuyệt vời và tình yêu của bạn sẽ trưởng thành. Bạn cũng có nhiều cơ hội tốt về chuyện tình cảm trong cuộc sống. Sự di chuyển của sao hỏa trong năm sẽ đi qua Rahu ở cung năm trong khoảng thời gian từ ngày 23 tháng 4 đến ngày 1 tháng 6. Thời gian có thể không thuận lợi cho tình yêu và người yêu của bạn cũng sẽ phải đối mặt với các vấn đề về thể chất và căng thẳng tinh thần. Hãy giúp đỡ đối tác của bạn rất nhiều trong thời gian này và tránh xa những cuộc tranh cãi không cần thiết, nếu không, đó có thể là tình huống có hại cho mối quan hệ của bạn. Thời gian sau này có thể sẽ thuận lợi rất nhiều. Tháng 3 và sau đó là tháng 8 đến tháng 9 sẽ nâng cao tình yêu trong mối quan hệ và các bạn sẽ được yêu nhau. Nếu có mong muốn kết hôn với nhau thì mong muốn đó có thể thực hiện được khi sao Mộc, cũng là chủ nhân cung năm sẽ ngự tại cung 7 của bạn vào ngày mùng 1 tháng 5, sau đó vào nửa cuối năm bạn có thể kết hôn với người bạn yêu thích. Tử vi hôn nhân cung bọ cạp năm 2024 Năm 2024 hứa hẹn một giai đoạn tốt đẹp hơn cho cuộc sống hôn nhân của bạn. Bạn sẽ cảm thấy gắn bó với người phối ngẫu của mình, sẽ có sự tôn trọng lẫn nhau và thậm chí các bạn có thể cùng nhau đi du lịch nước ngoài hoặc hành hương tôn giáo. Ngoài ra còn có nhiều cơ hội kết hôn nếu bạn còn độc thân, như dự đoán về hôn nhân của bọ cạp năm 2024. Một lời cầu hôn bất ngờ có thể xuất hiện với việc Rahu ủng hộ vận may của bạn. Tuy nhiên, nửa cuối năm có thể mang đến một số thách thức vì bạn có thể trải qua thời kỳ thiếu ham muốn và sự thân mật trong đời sống hôn nhân hoặc xa cách. Những lời phàn nàn từ vợ chồng Trách nhiệm đối nội và gia đình có thể khiến cuộc hôn nhân của bạn trở nên khó khăn, đồng thời có thể bị các thành viên trong gia đình và bạn bè can thiệp. Quyết định tài chính sai lầm cũng có thể ảnh hưởng đến cuộc sống hôn nhân của bạn. Năm nay, điều quan trọng là bạn phải chú ý đến sức khỏe của mình. Bạn đã hình thành một số thói quen không lành mạnh, chẳng hạn như uống quá nhiều rượu và bỏ bữa sáng để ăn bữa sáng muộn những thói quen này có thể gây hại cho sức khỏe của bạn điều quan trọng là phải thay đổi những thói quen này và áp dụng lối sống lành mạnh hơn với một số bạn mặc dù không thể từ bỏ hoàn toàn sở thích uống rượu nhưng bạn có thể cố gắng giảm lượng uống và tần suất uống rượu tương tự năm nay có thể là cơ hội để bạn bỏ thuốc lá và ngừng sử dụng nó như một cơ chế đối phó với căng thẳng nếu bạn kiểm soát được sức khỏe của mình bạn sẽ thấy những thay đổi tích cực trong cuộc sống. Tử vi sự nghiệp cung bọ cạp 2024. Bạn sẽ có nhiều nguồn thu nhập trong năm nay, sẽ có sự bùng nổ nếu bạn kinh doanh và năm sẽ là năm tốt để đầu tư vào bất kỳ công việc mới nào. Thậm chí còn có khả năng một dự án mới từ nước ngoài có thể mang lại cho bạn một danh tính mới và điều này sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án tiếp theo. Bạn có thể nhận được cơ hội việc làm mới vào năm 2024 hoặc thậm chí là thăng chức tại nơi làm việc hiện tại dưới ảnh hưởng của sao Mộc. Trên thực tế, cũng có nhiều cơ hội tốt để chuyển việc. Sẽ có khối lượng công việc nhưng đảm bảo mức tăng trưởng và tăng lương như mong đợi. Tuy nhiên, sao Thổ có thể gây ra một số sự chậm trễ và cũng có thể có một số căng thẳng và trở ngại, đặc biệt là vào nửa cuối năm 2024. Điều này sẽ thúc đẩy bạn làm việc chăm chỉ hơn và do đó tạo nền tảng vững chắc cho sự nghiệp của bạn. Tử vi tài chính cung bọ cạp 2024. Theo tử vi cung bọ cạp năm 2024, năm nay sẽ có tài chính tốt. Sự hiện diện của Ketu trong cung 11 sẽ xuất hiện từ đầu năm, điều này sẽ rất hữu ích trong việc đảm bảo sự ổn định tài chính. Tuy nhiên, trong nửa đầu năm Sao mộc có thể gặp một số thách thức khi ở trong ngôi nhà thứ sáu, cần tập trung vào quản lý tài chính. Vào đầu năm, có thể sẽ có một số thách thức về tài chính do sao hỏa và mặt trời ở cung thứ hai. Bạn sẽ có thể củng cố vị thế tài chính của mình bằng cách vượt qua những thách thức. Theo tử vi cung bọ cạp năm 2024, sao mộc đi vào cung thứ bảy sẽ chiếu vào cung thứ 11 một. Thứ nhất và thứ ba của bạn kể từ tháng năm. Điều này sẽ giúp bạn nỗ lực nhiều hơn và có cơ hội ổn định tài chính. Tử vi du lịch cung bọ cạp 2024. Các ngôi sao của bạn đang dự đoán rằng bạn có khả năng sẽ đi du lịch cùng người ấy. Là một bọ cạp, bạn rất đam mê đời sống tình cảm của mình và bạn sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để biến chuyến đi như vậy thành hiện thực. Ngoài ra, bạn sẽ thử một số hoạt động mạo hiểm trong chuyến đi của mình bạn thích lên kế hoạch cho mọi thứ và sự kiện và năm nay sẽ khiến bạn bận rộn lên kế hoạch cho nhiều thứ bắt đầu từ cuộc hội ngộ mà bạn đã chờ đợi hàng năm trời đám cưới của một người bạn một chuyến đi với những người bạn thân vì bạn thích đi chơi theo nhóm nhỏ và nhiều thứ khác hơn năm nay bạn sẽ phải trải qua những khoản chi tiêu vượt quá mong đợi của mình tuy nhiên tất cả sẽ có giá trị vì bạn sẽ dành chúng để tạo ra những kỷ niệm tồn tại suốt đời Tử vi giáo dục cung bọ cạp năm 2024 Theo tử vi cung bọ cạp 2024, điều này sẽ mang lại nhiều kết quả khác nhau cho học sinh. Rahu sẽ ngự ở cung thứ 5, điều này sẽ giúp trí thông minh của bạn trở nên nhạy bén hơn. Bất cứ điều gì bạn nghĩ, hiểu, đọc hoặc cố gắng biết, nó sẽ đi thẳng vào bạn và góp phần phát triển trí thông minh của bạn. Bạn sẽ giải quyết được những thử thách khó khăn nhất, dù là toán hay kiến thức tổng quát, ngay lập tức. Điều này sẽ mang lại cho bạn cơ hội tiến về phía trước trong chủ đề của mình, nhưng Rahu đôi khi cũng có thể làm bạn mất tập trung. Đây là lý do đằng sau các cá nhân phải đối mặt với những thách thức trong học tập của họ. Dù đầu óc bạn nhạy bén nhưng bạn phải học tập chăm chỉ một cách có kỷ luật. Hãy tiếp tục cố gắng né tránh thử thách. Theo tử vi cung bọ cạp 2024 nếu bạn đang chuẩn bị cho bất kỳ kỳ thi cạnh tranh nào thì nửa đầu năm sẽ có phần khó khăn. Bằng cách học tập chăm chỉ, bạn có thể nhận được kết quả tốt lành vào thời gian cuối năm. Vị trí hành tinh cho chúng ta biết rằng từ tháng 5 đến tháng 10, bạn sẽ có nhiều cơ hội được chọn tham gia bất kỳ kỳ thi cạnh tranh nào. Nếu thi đại học thì bạn sẽ phải nỗ lực rất nhiều cho việc đó. Những ai mơ ước được đi du học có thể đạt được thành công trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 11. Con số may mắn, màu sắc may mắn cho cung Hoàng đạo Bọ Cạp. Màu sắc: nâu, vàng. Con số may mắn: 4, 6. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký kênh FNL Vận mệnh và Nhân sinh để cập nhật những video mới nhất. Chúc các bạn năm mới 2024 nhiều may mắn, hạnh phúc và thành công.